Tối qua tại ngôi nhà trong phố Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã xảy ra một đám cháy thương tâm. Bước đầu xác định có 4 người tử vong. Vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà đang kinh doanh bán đồ điện và sơn trên phố Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Người dân phát hiện tại khu vực tầng 4 ngôi nhà 6 tầng, một tum trên phố có khói bốc ra, đã nhanh chóng gọi ngay lực lượng phòng cháy chữa cháy. Nhờ sự hỗ trợ của bộ đội từ doanh trại quân đội đối diện ngôi nhà đã cùng ứng cứu. Những người quen của gia đình nạn nhân khi nghe tin đã đến hiện trường lo lắng, cầu mong cho những người thân của mình được bình an. Ngôi nhà nơi xảy ra cháy nằm cách trục đường chính hơn 1 km và trời mưa không dứt khiến công tác chữa cháy và cứu hộ gặp khó khăn. Sau khi đám cháy được khống chế, qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng đã phát hiện 4 thi thể. Danh tính nạn nhân thiệt mạng là NMH, 53 tuổi và 3 cháu nhỏ, một cháu 11 tuổi, một cháu 6 tuổi và một cháu 2 tuổi. Qua ghi nhận, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn gắn biển cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng cao 6 tầng, một tum, diện tích mặt bằng khoảng 120 m2, có thang bộ và thang máy.